Thưa quý vị, không chỉ giấy đi đường mà phần mềm khai báo y tế đôi khi cũng đang làm khó người dân. Mặc dù đã có đủ giấy tờ theo quy định nhưng nhiều người vẫn loay hoay không thể qua chốt vì phần mềm khai báo y tế liên tục bị lỗi, trong khi một số các chốt kiểm dịch y tế thì nhất định không chịu cung cấp bản khai bằng giấy cho người dân. Hết đứng lại ngồi, ngồi mỏi quá lại đứng. Những tôm người loay hoay mãi không thể đăng nhập vào phần mềm khai báo y tế của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư Bộ Công an. Đây là phần mềm mới được đưa vào sử dụng ở một số chốt kiểm soát dịch COVID-19. Giao diện thân thiện, dễ nhìn, nhưng đăng nhập lại không dễ. Người đàn ông này là người sành về công nghệ thông tin, nhưng anh cũng mất không ít thời gian để có thể khai báo y tế bằng phần mềm này. Thì tôi đến đây khoảng 7 rưỡi. Đến bây giờ và tôi khai báo trên cái phần mềm này ấy, hiện tại vẫn chưa khai báo được. Khoảng 30 phút rồi tôi chưa khai báo được. Vì sao ạ? Tôi cứ đăng nhập vào mà họ không gửi cái mã OTP về, nó cứ bị treo lên. Anh có xin người ta cái bản giấy để khai báo bằng tay không ạ? Thật ra mình có nghe một số bạn anh chị xin ấy, nhưng mà người ta bảo là không có bằng giấy, chỉ khai báo bằng cái bằng này thôi. Mình thấy khai báo trên phần mềm này rất là khó khai báo. Thứ nhất là gửi cái số điện thoại thì cái mã OTP nó không đến, nên nhiều lúc phải mượn số điện thoại người khác để nhập. Rất là mất thời gian, mỗi một lần khai báo là mất đến 30 phút. 30 phút là đã được chưa? 30 phút còn chưa được đây này. Không được đây này, còn lỗi khắp nơi cơ. Tớ cũng như các chị cũng cùng một đoàn, cũng rất là phức tạp, rất là khó khăn trong việc khai báo, nhiều thông tin không cập nhật kịp. Cũng chính vì loay hoay không khai báo y tế được nên có những chiếc xe cứu thương chở người bệnh nặng mắc kẹt ở chốt. Một bệnh nhân tim mạch của tỉnh Hải Dương phải mất gần 1 giờ đồng hồ mới thông được chốt vì chưa khai báo y tế xong. Tài xế thì loay hoay và cuối cùng một đồng chí công an hỗ trợ khai giúp thì xe mới qua được chốt. Thưa chị, là vừa nãy chị đưa bệnh nhân qua cái người nhà của mình qua cái chốt ở Hà Nội thì hết bao nhiêu lâu ạ? Thưa một tiếng, trình báo giấy tờ. Rồi công an hỏi tôi là giấy tờ bệnh viện này, chồng tôi gọi là rất chi là lâu, chờ một tiếng thời gian lâu quá, chú yếu lắm ạ. Cái phần mềm mã hôm rồi chắc thay đổi nào sao mà quét nhiều người, quét cũng không vào được ngay. Những ngày gần đây, tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 luôn diễn ra tình trạng tập trung đông người, phần mềm bị lỗi khiến thời gian dừng lại ở chốt lâu hơn. Thông thường, khi việc khai báo y tế bằng phần mềm gặp khó khăn, thì các chốt sẽ bố trí bản cứng, tức tờ khai y tế để người dân lấy bút điền vào, nhất là người cao tuổi không quen sử dụng điện thoại thông minh. Nhưng không hiểu sao, tại chốt kiểm soát số 8 của Hà Nội, đoạn đầu đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng lại không cung cấp giấy cho người dân. Chúng tôi dùng điện thoại đây, thế nhưng mà 3 trường hợp này, 1, 2, 3 sử dụng mã POT đều không được. Thế thì chúng tôi có thắc mắc là tại sao không dùng cái bản giấy. Còn nhiều chốt khác người ta sử dụng nhưng mà chốt này nói là không sử dụng. Rất là bất cập. Em này khai báo quá lằng nhằng luôn. Tôi mất 35 phút rồi tôi chưa khai báo xong. Khai báo quá nhiều thông tin không cần thiết. Nói chung là dùng smartphone mười mấy năm rồi thì cán bộ thì cũng gọi là cũng là sành chứ còn gì nữa. Ủa được các cụ cao tuổi thế này thì chịu. Cũng là khai báo y tế, nhưng ở chốt kiểm soát trên cầu Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh lại sử dụng một phần mềm khác. Và may mắn thay, phần mềm không bị nghẽn hay lỗi nên thời gian khai báo y tế của người dân giảm xuống vài lần. Khai báo sẵn bằng cái hệ thống điện tử thì cũng chỉ 5 đến 10 phút thôi là một người chứ không ách tắc lâu so với tất cả các địa phương khác. Còn tại Hải Dương, các chốt kiểm soát rất linh động, luôn chuẩn bị tờ khai giấy mỗi khi phần mềm khai báo y tế bị lỗi hay nghẽn mạng. Người dân cái tổng thời gian khai báo y tế là chỉ vào khoảng bao nhiêu phút ạ? Chỉ có trong vòng 1 phút đến 2 phút ạ. So sánh như vậy để thấy rằng nếu các chốt kiểm soát linh động thì rõ ràng thời gian khai báo y tế của người dân sẽ giảm xuống, tình trạng tập trung đông người, ùn ứ ở các chốt cũng bớt đi. Và nếu ai có hành trình qua nhiều chốt, chắc hẳn sẽ thắc mắc, không lẽ Hà Nội không thể in tờ khai dự phòng cho các chốt kiểm soát như các tỉnh thành khác?